Vô cái rồi. Ôi. Chúc mừng gia chủ nha. Cả nhà mới rất vui dữ. Đúng rồi, vài tháng nữa là cái tậu luôn chiếc xe chứ hả? Giỏi á, Linh giỏi. Cứ thế mà được phát huy nha không? Dạ. Công nhận nha, từ khi có nhà mới nhìn phong thái khác hẳn, đúng là dáng bà chủ luôn á. Có cần chú quản gia không? Trời ơi, sao dám không có tiền trả cho anh. Nhưng mà vấn đề quan trọng là giờ vậy nè. Đó, sắp tới đó em cũng tính tân gia đó anh. Đó mà bây giờ ngày nhà mấy? Dạ, để coi thứ ngày nào mà anh Hoàng rảnh đó. Em sắp lịch theo anh Hoàng. Ờ, hình như nghe nói anh bận từ giờ tới cuối năm luôn. Không sao đâu anh, em đợi được ạ. Thôi đợi kỳ quá, còn bao nhiêu người. Không mấy giờ anh tặng quà tân gia trước được. Ủa, là dạ, tặng quà trước luôn hả? Tặng quà trước. Nói chưa làm gì em thích lắm á. Đây, tặng quà tân gia cho em. Ten ten ten. Một bức tranh làm thủ công cực kỳ đẹp mắt, độc bản duy nhất trên thế giới này. Wow. Anh ơi. Ơi, sao? Thiệt luôn á, em nói thiệt không phải xạo nha, nhưng mà thực ra là từ hôm bữa tới giờ là em đang kiếm cái bức tranh theo phong cách như vậy luôn nè. Ủa, không vậy? Em nói thiệt. Trùng hợp vậy? Thì đó, bởi vậy mà thật sự là em thì em không biết mua ở đâu, thứ nhất thiệt. Ừ. Với lại một phần nữa, nếu mà em đặt ở trên mạng thì nhiều khi giá nó cũng cao thiệt. Ừ, đúng rồi, chính xác. Thì đó. Nhưng mà anh là nhạc sĩ, anh là ca sĩ, anh phải quen với họa sĩ chứ. Dữ. Ừ. Trời, thích quá, cảm ơn anh Hoàng nhiều lắm luôn. Ý nghĩa lắm nha, lúc nào nhà cũng đón ánh nắng mặt trời. Lúc nào cũng bình minh chiếu sáng nha. Dạ. Lúc nào cũng lên ngôi lên cao nha. Đó, cảm ơn trời ơi, cảm ơn anh mà đặc nhiều. Biệt, cứ mỗi một mảnh của mosaic như vậy nè, dạ, sẽ tạo ra những cái đường nét rất là tinh xảo, mà khi mà đèn trong nhà em mà sáng lên một cái đẹp nhức nhối luôn. Khoan, hồi nãy anh nói với em là độc bản. Đúng rồi, độc có bản. Có nghĩa là không có thứ hai. Nếu như có thứ hai vẫn theo bố cục này, nhưng chắc chắn những chi tiết sẽ không giống như vậy được, bởi vì mỗi mảnh ghép đều khác nhau. Đúng rồi. Đúng không? Trời ơi, thiệt, bởi vì mới muốn tìm hiểu không? Muốn tìm hiểu thôi, bây giờ giúp em giúp cho chót luôn đi, không mấy dẫn em tới showroom luôn đi được không? Sẵn sàng thôi. Như vậy, chúng ta hãy cùng nhau khám phá về chủ đề rất hấp dẫn này, đặc biệt cho quý vị khán giả đam mê về hội họa và nghệ thuật, đó chính là Chuyện Đó Chuyện Đây, được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ xin mời quý vị hãy sẵn sàng cùng với họa rapper và Gia Linh, chúng ta tìm hiểu về quá trình tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc này quý vị nhé. Tranh khảm nói chung và hai dòng mosaic ceramic nói riêng là dòng tranh thường xuyên được ứng dụng vào trang trí nhà cửa. Tuy nhiên, chúng lại khá mới lạ với nhiều bạn trẻ. Hôm nay, Chuyện Đó Chuyện Đây sẽ giới thiệu với bạn các dòng tranh này nhé. Mời vào. Đây. Trời ơi, tự nhiên. Trời đất ơi. Nhà bạn anh nha. Đẹp chưa? Ôi. Xuất sắc chưa? Một không gian đầy quá, nghệ thuật thấy chưa? Quá trời đó, đẹp rồi. Em muốn kiểu nào có kiểu đó, thậm chí là theo đơn đặt hàng của em luôn. Ủa, vậy là muốn cái nào là được tặng cái đó hả anh? À, đặt hàng rồi phải trả phí chứ. Ôi, vậy à, đây nè. À, trời. Ừ. Chào anh Túc Đạo. Túc Đạo ơi, đây là Gia Đình, người mà Hoàng đã hẹn hò trước với Túc Đạo để chúng ta có thể gặp gỡ nhau tại đây ngày hôm nay. Và thật sự là rất là cảm ơn Túc Đạo đã chịu khó để có thể đón tiếp Hoàng. Tại vì hôm bữa mua bức tranh kia là gặp mấy bạn nhân viên của Đạo thôi, không có cơ hội để gặp chủ showroom nghệ sĩ tài năng của chúng ta. Đất ơi. Mà Gia Đình để ý không, có cái tên rất là dễ thương đáng yêu ngay từ ngoài cửa nữa. Đúng rồi. Tòn Tèn. Sao mà tên là Tòn Tèn vậy? Đây, anh nói cho các bạn biết là ở đây có những cái trang sức nhỏ nhỏ nè. Đó, trên lây mình đeo đó. Thì đầu tiên Tòn Tèn, có tên Tòn Tèn là như vậy đó. Tòn Tèn ra đời như vậy. Anh ơi, cái này là trang sức hả anh? Cái này là trang sức từ gốm. À, cái này là để mình đeo cổ rồi đó. Đúng rồi. À, kia có bông tai nữa kìa. Đó, đó. À, đây. Khởi nguồn của studio chúng ta là làm những sản phẩm là Tòn Tèn vậy đó. Anh Hoàng. Ôi, trống quá nè anh Hoàng ơi. Trống quá nè anh Hoàng. Đúng là phải kiếm cái niềng xe. Một cặp niềng xe kẹp vô Tòn Tèn bao đẹp luôn. Cái gì niềng xe anh? Chứ sao muốn đeo này cái gì? Cái đó là tôi cái gì? Anh... Lát kiếm cho một cặp đẹp. Hứa nha. Yeah. Em gạt cái nào cũng dính rồi. Như vậy là từ những phụ kiện nhỏ nhỏ xinh xinh Tòn Tèn như vậy mà bây giờ anh Đạo đã có cả một showroom rất là đẹp với những bức tranh khảm theo phong cách rất là ấn tượng. Bên cạnh đó là sử dụng những vật liệu cực kỳ lạ mắt, đẹp mắt, đó chính là ceramic nè, rồi mosaic nữa. Vì sao mà anh chuyển mình từ những cái vật dụng nhỏ như vậy ra những bức tranh đầy nghệ thuật như vậy? Thực ra thì đầu tiên anh cũng mê về cái mosaic này lắm.
Nhưng mà để cho một cái quá trình mà đây các bạn có thể trải nghiệm được, nó là một quá trình rất là dài. Làm sao từ những vật liệu thô cứng này mình biến thể làm sao cho nó phù hợp để các bạn có thể làm được bức tranh theo ý mình. Dạ. Yeah. Và cái đặc điểm của tranh này nó rất là khó, nó không có như là màu vẽ hay là cọ. Mình không thể vờn vẽ, sắc độ rất là hạn chế. Dạ. Yeah. Thì từ một cái bước chuyện đó thì rất là dài. Dạ, chính xác, rất khó. Như vậy thì bạn học hỏi từ đâu? Và trước đây á, là Đạo theo đuổi ngành nào, trường đại học nào? À, trước đây thì mình học học mỹ thuật. Sau đó thì gặp một founder nữa ở đây. Dạ. Là chị Thảo. Dạ. Thì hai chị em cũng đam mê, có chung đam mê, thế là bắt đầu khởi nguồn. Anh có thể cho em hỏi là không biết là những cái bức tranh này á, là ví dụ như bình thường như em thì em có thể làm được không anh? Anh nghĩ là được. Được không? Chứ hai tụi mình không có học qua mỹ thuật. Không, dạ, cần thiết. Rồi. Mình cứ thoải mái thể hiện theo một cái gì đó của mình. Dạ. À, thoải mái thể hiện. Dạ. Mà để nghiên cứu kỹ hơn thì chắc chúng ta sẽ ngồi xuống bàn như thế nào, những bước, những quá trình ra sao để tạo ra một bức tranh như vậy. Rồi, vậy thì hai bạn ngồi đi, anh sẽ hướng dẫn cho từng bước. Dạ. Yeah. Để hai bạn bắt tay vào làm. Dừng chuyển kênh nha quý vị, chúng ta sẽ đến với những công đoạn tiếp theo để tạo ra những bức tranh nghệ thuật thật đẹp. Canh ceramic là canh khảm gốm, có nguyên liệu chính được làm từ đất sét. Người nghệ sĩ sẽ tạo hình những mảnh gốm khác nhau, rồi kết hợp chúng để tạo ra một bức canh hoàn thiện. Canh ceramic khá dễ làm. Đây là loại canh được đưa vào workshop, giúp trẻ vừa học làm gốm, vừa học cách sáng tạo. Còn canh mosaic thì có phần phức tạp hơn. Canh mosaic nghĩa là một bức canh được ghép từ nhiều mảnh. Canh mosaic có nhiều sáng tạo khác như canh mosaic đá thiên nhiên, canh mosaic gỗ, canh mosaic thủy tinh. Tuy nhiên, ứng dụng nhiều nhất là canh mosaic gạch. Canh mosaic gạch có thể có nhiều màu sắc đa dạng, các lát gạch dễ cắt và dễ dàng tạo hiệu ứng phản chiếu ánh sáng, giúp căn phòng của bạn rực rỡ sắc màu. Phải nói, đây là loại canh khá được ưa chuộng. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Chuyện Đó Chuyện Đây. Hãy sẵn sàng cùng với Hoa Rapper và Gia Linh để chúng tôi có thể trực tiếp tận tay để thủ công ra những bức tranh nghệ thuật với những nguyên liệu là ceramic, mosaic và với chắc chắn là với sự chỉ đạo hướng dẫn của anh Đạo. Dạ. Mà đầu tiên á, cho Hoàng hỏi cái những nguyên liệu này là Đạo lấy từ đâu ra và có phải ban đầu nó là những cái mảnh li ti chi tiết nhỏ như vậy không mà hay là cả một mảng lớn xong về mình đập? Đúng rồi. Đây thì anh xin phép đây. Đầu tiên nó sẽ là những cái mảng nguyên thế này. Rồi mình nguyên sẽ cắt ra theo ý đồ của mình. Dạ. Đó. À. Mình sắp xếp nó. Mảng nguyên sắt. Công nghiệp là có sẵn cái này. Đúng rồi. Mình sẽ lấy những cái gạch mosaic này. Dạ. Trên thị trường và mình phân loại màu ra để các bạn chủ động chọn nó và cắt ra theo cái ý đồ của mình, phối màu của mình. Hay quá, ban đầu chỉ là dành cho kiến trúc nè, nội thất nè, nhưng mà bây giờ đã trở thành những bức tranh nghệ thuật. Bản thân mình thấy nha, mình ghép lại coi. Nó tự nhiên ra hình vuông đẹp ơi đẹp. Đúng rồi. Còn không thì mình làm cái đây, cảm nhận đẹp ơi đẹp. Còn không đây. Đồng ten mày cũng đẹp đó. Nhưng mà còn giờ trình độ khó hơn. Yeah. Như vậy quá trình để mình tạo ra những cái mảnh như vậy nè là làm như thế nào ạ? Đây, mình sẽ có cái kìm để mình cắt nó ra. Kìm đang quay chứ đâu phải là lấy búa đập đã ra đại được. Nãy em cứ tưởng là mình lấy cái búa mình đập ra. Không, nhiều khi mình cắn cũng được, không sao. Hả? Răng chắc thiệt, răng vẫn còn nguyên luôn. Thì không Đạo, đừng hù. Không, mình giỡn. Tụi em học chân mẫu giáo mà. Dễ tin lắm. Ồ, cứng. Được đâu, răng sứ được đâu. Đâu, vậy cho mình coi với. Đây thì đây có một số cái ấy thì cũng không phải lo gì về cái chuyện không khéo tay vẽ hay sao đó. Nó có nhiều cách để xây dựng một cái hình thể bức tranh nào đó. Chẳng hạn như là bức tranh chạy màu đơn giản như thế thôi, nhìn cũng dễ thương, cũng đẹp nữa. Dễ thương mà kết hợp cùng với hiệu ứng ánh sáng vô, ảo lung linh luôn. Đúng rồi anh, cái này mà đặt đèn vô một cái trời ơi, nó chiếu lung linh đẹp lắm. Không, anh đập cái đèn vô đây chứ không phải đập cái này đập vô mặt em. Anh Hoàng sao hả ta? Giỡn xíu. Nhưng mà đây là những cái mẫu nguyên. Còn quá trình mà mình làm tạo mảnh á, thì là dùng cái kìm này. Đúng rồi. Dạ, nó có nguy hiểm lắm không ạ? Cũng không nguy hiểm, anh sẽ có phương pháp để... Đó, Đạo làm cho để anh có ví dụ cho các bạn coi.
hẹn anh căn cái kích thước của nó đây này. Đó, hình dạng này, hình kích thước sau, sau đó mình sẽ lấy cái khăn này úp xuống, nó chỉ bắn lên bắn xuống, không bắn ngang là được, rồi mình chùm lên mình bấm, đó hợp lý luôn. Những miếng như thế này và mình chủ động những cái miếng của mình sắp xếp để thành một bức tranh. Hay quá. Ở đây là có một bức Starry Night của Van Gogh. Đó, cũng do một bạn học viên làm. Học viên làm hả? Đúng rồi. Đúng. Trời ơi, học viên đó đó mà nhìn đẳng cấp vậy. Wow, đẹp quá. Bề mặt sao em, bề mặt sao? Dạ. Láng không? Láng. Phẳng không? Phẳng, nó cũng có những cái chỗ nó hơi nhấp nhô nhưng mà rất là đẹp nha anh. Nhìn cứ mỗi góc nhìn nè, nếu như quý vị tìm hiểu kỹ nha, cứ mỗi góc nhìn như vậy ánh sáng thay đổi khiến cho bức tranh rất là lung linh, nhìn rất là sống động luôn á. Wow, đẹp quá anh. Đẹp ảo. Anh cho em hỏi cái này là trước khi mà mình đắp những cái đá này lên á thì mình có phát thảo lên trên này trước không? Đây đây, anh sẽ hướng dẫn luôn cho em. Thì đầu tiên mình sẽ phải chọn một ý tưởng hay một bức tranh nào mình, chẳng hạn một bức tranh mình muốn chuyển thể. Cái này gọi là chuyển thể từ sơn dầu về mosaic. Từ sơn dầu trước. Gọi là chuyển thể. Thì đầu tiên mình sẽ phải chọn ý tưởng hoặc là bức tranh mình muốn làm. Rồi mình sẽ phác thảo lên. Rồi sau đó mình sẽ đính những cái vật này lên. Dạ. Đính xong và bước sau cùng là bước hoàn thiện nhất là chè ro. Là mình đây chè ro là những cái khe hở, bít những khe hở lại. Mình bít nó lại là bước sau cùng để hoàn thiện nó. Xây nhà làm nhà mới mà không biết chà ron gì hết trơn á. Chà ron rồi đó chứ. Em đâu có xây không, nó rành nè. Lần đầu tiên thì nên chọn một cái gì đó nó đơn giản, ít chi tiết, sẽ dễ dàng hơn cho mình thực hiện, không bị quá sức, không bị áp lực. Để anh vẽ nói một con anh. Đưa hình nó mới vẽ nộp cho cô á. Hình gì? Cái mặt trời với cái ngôi nhà hết. Dễ không? Nó đơn giản quá vậy anh. Đơn giản ghê. Rồi làm chừng nào mới xong á. Nhưng mà đó quan trọng là làm có ra được cái hồn của bức tranh hay không. Đơn giản vậy thì chưa chắc rồi. Đó, đơn giản chưa chắc đẻ nha. Bây giờ Hoàng Rapper muốn làm một cái bức tranh có hình tròn, hình đúng vuông. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ đơn giản vậy đi. Giản. Bây giờ nhưng mà chọn bức nào ha? Cho em làm hình trái tim nha. Rồi. Trái tim. Rồi sau đó mình sẽ chọn cái size cho nó phù hợp. Dạ. Đây, cái khung phổ biến, khung đây. Vuông ha, tỷ lệ 1:1. Dạ. Khung vuông. Của anh hả? Chà, bự dữ ha. Dạ. Vậy làm cho đã. Gia Linh cũng chọn khung đó hay sao? Dạ. Có một trái tim mà hình khung nhỏ thôi. Trái tim. Còn mình có một xíu vậy. Dạ, đó, tùy thầy. Dạ. Thầy giao sao thầy làm giao vậy. Thầy giao xem làm vậy thôi. Dạ. Không, sai em sẽ chọn cho cái ý tưởng của mình chứ. Mà chơi có cá cược gì không? Thua chịu phạt từ đối phương. Chịu phạt hả? Ừ, vậy thôi. Ok. Rồi sau đó mình sẽ phát lên. Phát thảo á. Phát thảo lên. Phát thảo. Dạ. Dạ. Cảm ơn thầy. Phát thì có phải kiểu thư pháp này không ạ? À? Dạ anh dễ đại luôn đi anh à. Dạ dễ đại luôn đi nha. Dạ. Em dễ không có thời sự gì hết. Dễ phải cập nhật lên. Trời ơi. Nè người ta dễ hình tròn nè. Ghê không? Coi anh nè. Ủa, múa vậy thôi hả? Đụng đụng run ta vẽ đi. Trời ơi, bây giờ em vẽ trái tim cũng khó nè. Trời ơi, nội vẽ thôi là anh thấy anh thắng rồi á. Thua là phạt đó. Tim gì méo xẹo vậy? Anh ơi, yêu đơn phương hả? Cái này là người đi một nửa hồn, tôi chết một nửa hồn kia bỗng dậy khờ đó anh. Đó, giờ mình lên mẫu vậy được không thầy? Được. Dạ, ổn rồi hen. Hả? Cũng cân đối rồi đó. Sau khi mình phát thảo xong mình lấy cái đĩa ra bên phía bên đây lựa màu. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cắt những viên mosaic này ra. Dạ. Dạ. Đây, cầm kìm cắt lên này. Đây, đầu tiên mình cầm cái kìm bên tay thuận. Và cái mặt này hướng về cái mắt mình có thể quan sát được. Rồi cầm cái kìm thì cầm về phía đuôi này, lực nó sẽ khỏe hơn. Dạ. Đó, cái lực đòn bẩy thôi. Đây, thì đây. Khi mình để cái mặt này bên mắt mình có thể dễ dàng căn kích thước chẳng hạn. Kích thước, hình dạng của nó, tam giác hay vuông hay chữ nhật sau đó.
Rồi sau khi mình căn chỉnh xong, mình sẽ úp xuống, và chùm cái khăn lên, bấm, hình dạng mình muốn và xếp vô. Đây có keo, các bạn có thể dán luôn. Dạ, ủa keo này keo gì vậy thầy? Keo sữa. Keo sữa. Rất dễ kiếm, keo sữa. Rất là phổ thông. Rất phổ thông luôn. Và nếu mà mình bấm mà cảm thấy đau tay quá thì ở đây có những miếng có sẵn này. Chủ thể của anh không? Nổi bần bật. Ủa em cũng được bộ. Em nổi bần cùng. Anh biết cái tác phẩm của em là có tên là gì không? Ở đây là Toàn Ten thì tác phẩm của em tên là Lũng Lẳng. Đúng không? Lũng lẳng đẹp quá trời, từ lấy tên đẹp lũng lẳng, tim lũng lẳng. Em xong rồi thầy. Ủa xong rồi hả anh? Dạ. Vậy là xong rồi. Dạ. Đây, bức tranh hình học. Bức tranh trò chơi khu mực. Trò chơi khu mực. Tam giác, hình tròn, hình vuông. Dạ. Vậy xong là được rồi. Dạ. Đẹp rồi. Đẹp mà. Đẹp mà. Dạ, được thầy. Quan trọng là mình cảm thấy mình hài lòng trước đã. Dạ đúng rồi, em hài lòng. Cái đầu tiên là mình đến là để có một cái trải nghiệm trước. Dạ. Mình biết thế nào là mosaic và cái cách làm nó như thế nào. Dạ. Còn đẹp xấu nhiều khi trong một cái hoàn cảnh nào đó mình đặt bức tranh một chỗ nào đó tự nhiên nó đẹp lên. Dạ. Yeah. Nó sẽ có góc phù hợp của nó. Và chắc chắn nếu luôn luôn có thời gian. Dạ. Yeah. Thì Hoàng Đá Bơ cùng với Gia Linh cũng sẽ có nhiều thời gian hơn để mình lấp đầy hết tất cả những chi tiết này để mà mình chà ron nè, mình không khô, mình chờ cái tác phẩm cuối cùng. Ồ, xong cái mình lộng kiến, cái mình treo lên tường. Ồ, nhà mới đẹp. Cảm hứng từ bức tranh này. Em cầm đi. Nghiêng nghiêng qua cho khán giả thấy. Dơ. Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hát hiu, hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn giữa đường cơn gió lặng thinh, nghe nghiêng nghiêng nặng lòng mình nao nao. Ba người chẳng biết làm sao khi không có kẻ buồn thiu đứng nhìn. Đây nè. Cảm ơn anh Túc Đạo rất là nhiều ngày hôm nay đã giúp cho quý vị khán giả tìm hiểu thêm những kiến thức cơ bản về mosaic, về ceramic, về những bức tranh nghệ thuật rất là sống động này. Và mong là sự nghiệp của Đạo cùng với chị Thảo nữa, cùng với tất cả những người thành viên rất là tâm huyết trong ekip của mình sẽ càng ngày càng phát triển hơn nữa, nhân rộng mô hình này càng ngày càng nhiều hơn nữa. Cảm ơn các bạn. Em cũng có lời chúc gửi đến anh Đạo là chúc anh Đạo cùng với gia đình có thiệt là nhiều sức khỏe đó, để mà mình có thể dồn hết tâm huyết để mình phát triển thêm nhiều cơ sở nữa đó, đúng không anh? Để mang đến những cái tác phẩm nghệ thuật này lan rộng ra nữa cho nhiều người biết tới, đúng không anh Hoàng? Yeah. Và quý vị ơi, nếu như quý vị quan tâm đến bộ môn nghệ thuật này, hãy tìm đến anh Túc Đạo để chúng ta tâm sư học đạo và tạo ra những tác phẩm nghệ thuật thủ công rất là tinh xảo, tinh tế và ý nghĩa này để làm quà tặng cho người thân. Chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe và hãy luôn đồng hành cùng với Chuyện Đó Chuyện Đây, được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây được thực hiện bởi Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.